Thơm lắm nha mấy chị ha, thơm lắm luôn á, thơm thiệt luôn đó. Chị em nào muốn sức, em muốn mua body thì nói em. Bình thường em bán một chai 300 khoai, tại nay còn em mua ha, ai mua hai chai em tặng một chai, ai mua hai chai tặng một chai là ba chai 500. Chị em nào muốn mua thì nói em tặng cho một chai. Còn có sáu chai là hết rồi, hết luôn á. Còn có 6 chai là hết luôn. Mỗi ngày mà em like mà nó cứ kiểu mà cái mạng em bị khùng khùng kiểu này, chắc em chạy ra chạy vô chắc em bị điên, em tẩu hỏa. Chị qua chị lại mệt chết. Đó, chị em nào muốn mua body nói em, trắng lắm, trắng mịn luôn á, trắng mịn như trong luôn, trắng mịn như trong luôn. Rồi, còn cái này là bọn bên bọn em, cái này là kem ốc sên nha mấy chứ ha. Kem ốc sên nha. Chị em nào chia sẻ nói em nha, lát con bốc thăm nước hoa nha mấy chứ ha. Chia sẻ nói em, lát em bốc thăm nước hoa nha. Còn chị em nào muốn mua bộ ốc sên là một bộ 750, mua 2 bộ 1.500 em tặng cho một cái kem căng da mặt. 2 bộ 1.500 em sẽ tặng cho một cái kem căng da mặt luôn. Thiệt luôn á, 2 bộ 1.500 em sẽ tặng cho cái kem căng da mặt luôn. Cái bộ ốc sên này trắng da thôi nha, cái bộ ốc sên này thì nó chỉ có trắng da thôi. Nó chỉ có trắng da thôi. Dạ, hôm nay bán được không được cũng không sao, tại vì mấy chế chia sẻ em cũng bốc thăm cho mấy chế cho vui á. Tại vì em nghĩ một hai bộ thì em nghĩ một hai ngày á, em nghĩ một hai ngày vô thì nó mất tương tác là đúng rồi, nên là em hay bốc thăm lại lắm. Dạ. Đó, một cái bộ như vậy em bán cho mấy chế là 750, hai bộ 1.500. 2 bộ 1.500 em tặng cho liền cho mấy chế luôn, tặng liền luôn, em không nói điêu nè, tặng liền luôn, tặng liền cho mấy chế luôn. Nó còn có mấy cái thôi. Còn cái này là tẩy tế bào chết nha. Còn cái này là tẩy tế bào chết của Hàn Quốc, nó làm bằng từ sâm. Một chai 300, hai chai 500 cho mấy chế luôn. Nó tẩy tế bào chết như mấy chế sức body nè. Trời ơi, bình thường em sức em tạ ngày nào không tẩy. Cái chai này em có xài á, ngày nào em cũng tẩy luôn á. Mấy chế mua tẩy tế bào chết thì nói em, cái mấy chế mà sức cái body mà mấy chế không tẩy tế bào chết thì cũng vô tác dụng. Tại vì sao? Một cái da của mình nó không hấp thụ được nữa. Mấy chế sức body nó không trắng lên được nữa đâu. Không phải tẩy nữa nè. Em hay tẩy mà, như cái tay em sức body hồi nãy đó em tẩy cho mấy chế vừa lắm. Tại vì mấy chế phải tẩy body nè, mấy chế thấy ra. Bất kể luôn, cái này tẩy mặt nó làm bằng sâm nên mấy chế yên tâm tẩy mặt được luôn. Mấy chế phải tẩy body nha, mấy chế phải tẩy body nó nè, mấy chế thấy không, nó dơ thật. Xong mấy chế tắm rưới nước lên tẩy body là tẩy toàn thân, tẩy tế bào chết bên em 2 chai 500. Ok, em lấy chống nắng nè á. À, mấy chế nè, em không có nói điêu đâu, em vừa sức body xong một cái đợt cho mấy chế thấy rồi em tẩy nè. Trời ơi, tẩy nó ra dữ lắm luôn, càng dày càng không bao giờ có vụ mỏng da, yên tâm. Trời ơi, cái này làm bằng sâm, 2 chai 500, ở ngoài 1 chai 690, đồ chuẩn của Hàn Quốc này mấy chế thấy chưa. Xong mấy chế tẩy xong thì đi rửa thôi, tẩy xong đi rửa rồi là mấy chế tắm xong, mấy chế sức toàn thân, tẩy toàn thân xong mấy tế đi rửa lại rồi mấy chế tắm sữa tắm lên, còn không tắm sữa tắm là ok nè. Mấy chế thấy không, tế bào chết nó dơ kìa. Là cái tay em mới sức body đó thì tất nhiên rồi, mỗi ngày mình sức body mà mình không tẩy thì nó không có hấp thụ vô da được, nó không có trắng lên được nữa mấy chế không. Để em đi rửa tay. Đó, chị em nào mua nói em. Và mấy chế tẩy xong nó thơm thơm mùi.